Alexander Cavaho Mesquita, người Brazil, phát hiện ra tình trạng kỳ lạ của mình khi mới 9 tuổi và luôn thích thể hiện tài năng với gia đình, bạn bè. Nhưng nay, anh đã được đưa vào sách kỷ lục Guinness Thế giới cho một kỷ lục đáng kinh ngạc. Cavaho Mesquita sinh sống ở Sao Paulo, Brazil, phát hiện khả năng linh hoạt là thay đổi nhãn cầu của mình. Bạn bè của anh đôi khi gọi anh là chú Fester vì ngoại hình hài hước giống nhân vật trong phim Gia đình ở Đâm. Từ khi lên 9 tuổi, anh đã sớm thể hiện khả năng làm những khuôn mặt hài hước, biến hóa đôi mắt linh hoạt. Ban đầu, gia đình anh cho rằng việc đưa đẩy đôi mắt ra phía trước là một dấu hiệu của căn bệnh tiềm ẩn nào đó. Phải mất một thời gian dài, gia đình và bản thân Cavaho Mesquita mới nhận ra đó là một khả năng thiên bẩm, tài năng khác biệt không phải ai cũng có thể làm được. Theo ghi nhận chính thức của bác sĩ đo thị lực tại buổi biểu diễn để lập kỷ lục Guinness Thế giới, Cavaho Mesquita có thể đẩy đôi mắt của mình khỏi hốc mắt 1,8cm bằng cách sử dụng cơ mặt. Anh có thể đẩy nhãn cầu ra xa trong khoảng 30 giây. Khi thực hiện khả năng này, anh bị mất thị lực trong vài giây sau đó. Sydney de Cavaho Mesquita làm việc toàn thời gian trong lĩnh vực bán hàng và sở hữu công ty giao bánh hamburger Teochico Burger. Vợ anh, Ickley, không hề biết khả năng độc đáo của anh cho đến khi họ đính hôn.